are you? Indonesia. Indonesia, you recognize. Many Indonesia? Yes. Indonesia? Yes. Chinese? Yes. Taiwan? Yes. Oh. I cannot go very far. Just around here. How are you guys? Feel good? Feel good, yeah? Yeah. All right. Anybody don't have? No. Don't have. Việt Nam mình đang ngồi đây. Dạ, cái tiếng Việt ta. Không có tiếng Việt. Hả? Nói cái gì mà nghe không có được gì hết cả. I mean, who don't have? You don't have, really? I cannot throw forever, okay? So just one is enough, symbolic, all right? You don't have? Indonesia. Do you have or not have? Cheating, huh? Eva. Yeah. See the people who are senior, they're so quiet and humble. You want more. Understand English, right? Yes, you have to. I told many years already, must learn English, yeah? Indonesian all speak English, right? Yeah? Yeah. Yeah, your government, very wise. Because English is more international than other languages. And maybe easy to learn, that's why, huh? Ông cứ cho chỗ hậu miền nào, chỗ chế miền mấy thị phòng nữa. 20 người có thể cho chế miền mà? 20 người, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mấy có quan sĩ, nâng lại cho lại. Thái quan rấn mà? Trung Quốc. Trung Quốc, Qua lại cho bên. Chỉ chỉ mà, ok? Dạ, dạ, dạ. Căng lại ha. Kêu vào nó kìa. Căng lại. Hoan nghênh, hoan nghênh. Hoan nghênh thống chư mấn. Lại. Cho bên nhìn thấy chưa? Rút của nâng cao phây của chị được hoa ha. Chỉ chỉ mà. Bia bố hoài của tông xí ồ. Hẳn quay ồ. À, cho anh cho mọi theo đèn này của hả? Chị cái bình càng thầy xua là, hào ba. Chị cái bình càng hả? Chị cái hoa nhìn cái bình càng hả? Hả, ông mình thầy thầy xua. Nó mình quay lại chưa ở lại của chứ tao. Chứ bọn nhau xoa giả, ok? thiền mà, phá hoài. Phá giả sử hoài. Hả, nó phút ân được hiệu, ô xô phai. Nhi tổng ý nguyên hả? Wow, thay hảo lắm. Anh chú thưa chịu. Chị thiên này. À, chả. Chả mà nắng lại chứ mà xì yếu hay. Đâu, tôi khen chị hiện là. Tôi xu phụ là, hả? Lưu thủ xuân mà. Xuân thẳng xuân lì. Chấm nâng cầu lại hả? Ghi hại. No, translation? No. Okay, which one don't have? Which one cannot hear? Raise hand. Người nào không nghe được, giơ tay lên. Chỉ cái nhóm này không nghe được hả? Bằng sao nghe được hả? China mà sao giơ tay lớn? Anh em với nhau hả? China, Việt Nam hả? Okay. You understand Vietnamese, right? All of you, I know. Yeah? So sorry. So much languages in this world. Thôi mấy đồng chí ngồi đó đợi chút nha. Chừng nào mà cổ nó dài dài ra thì thì biết rồi, hả? Okay. I'm sorry, huh? So many languages. Very difficult to translate everything. How do the United Nations do it? Huh? They have only 6 languages, right? English, Chinese,
What else? Russian, Greek, Security Council, yeah? But here we have so many language, yeah? Oh, God. Just Europe, we have so many already. And China, many language also. Sichuan speak different. Beijing speak different. Nanjing, you speak different. I speak English then, huh? Then maybe okay, I don't understand. Huh? But can Sydney, if you want understand, you go behind, there's translation behind. You want? Why are you laughing? Huh? Why are you laughing? You don't have to go back. You don't have to go back. Okay. 没关系嘛，哈，看你好哈，又懂，等下回去听翻译嘛。你怎么都不老你啊？几十年都一样了。师傅更不会老，师傅更年轻。Thank you, thank you. <笑>起来以前有烫一下，用烫斗烫一下，<笑>烫衣服，然后烫脸呐、啊，一起。<笑> 哦，这真的都没有老一点都没有呢，怎么讲？是一个年轻的。不要讲这个，<笑>我是业障多，怎么年轻漂亮啊？你们才漂亮，嗯。永远年轻嘞。Thank you，Thank you， 哦呦呦。<笑> I wish， 希望如是，希望如是。那么，然后台湾的来住多久呢？到25号。 25号，第一天，哇，家里有工作吗？是不是？是。嗯，这样也不错了。你现在做什么？还是跳舞吗？还是跳舞啊？生意好吗？做师傅的服。<笑>为什么？照顾得很好。<笑> OK， 你们能够有生活舒服，我就高兴了啊！我无所求嘛，哎，是你们是比较重要，嗯，能够有工作啊，有。 温饱啊 ，OK， 然后有安静地方可以休息，这我很高兴了啊！我一个人不怎么样很需要了，嗯，而且大家有照顾蛮好的哈，哎，就是来不用带礼物什么，知道了哈，<笑>带的话饼干糖果很多，我要请客过来那边吃啊，要整理。 OK， 好久不见了，有东西要有事情吗？来，哦，Thank you，这不是那个不是讲你的故事，你的故事。<笑>非常非常开心看到师傅，真的像做梦一样。啊？妹妹好了。从来没看了。好了。我是第二次看到师傅。第二次已经很好了。<笑>我认为从没看到，印尼的人也会懂中文嘛，是不是 ？No。 有一些而已哈，多数都英文跟那个印尼文哈，你国家好聪明，对呀、啊，全国都讲英文呢，印尼的是吗？我记得，我记得我去印尼的时候，很多人多数都会讲英文呢，中国人那边也会讲英文的，然后我会讲两种了，英文跟印尼文，还有如果中国人的话就三种语言，好厉害。 国家好聪明，难怪你们的其中一个最发达的国家现在的东南亚最发达的，其中一两个最发达的，好厉害哈！哎呀，那边有，in Indonesia， what kind of business mostly you do？ What kind of resource Indonesia has？ Except batik， yeah？ Well, what do you have there？ 橡胶了。 香蕉，然后呢 ？Farming also. Is it good there? No wonder the food is so good. I remember. The food is very good in Indonesia. Have you eaten some Indonesian food? No. They make something, you know, small cakes with coconut and then, yeah, with something, all kind of things, very colorful, and they put in banana leaves. Tastes so good, yum yum. And they cook water spinach,
they cook it very special, not like the Vietnamese cook. Rau muống, water spinach, huh? In your country, you cook very, very good. I don't know how you cook it. Very different. Different than other country, yes. The same water spinach, but you cook very nicely. Nah, when I think about it, I want to go Indonesia eat. Just thinking. Okay, tell me your story. Indonesia now Ramadan. Uh-huh. It's only evening, I know. Okay. Yeah. And then there is a Muslim custom called uzlah. Mm-hmm. And then they also vegetarian. Mm-hmm. And then they also like meditation. Meditation? Praying. Pray very intensely. Very intensive, like that. Yeah. In one place, like uh-huh, that. Yeah, that's very good. A Muslim originally vegetarian. I think it's Muslim a little bit Sufism. Yeah, the Sufis, vegetarian, yeah. Islam and Sufism. Yes. The Sufism is a branch of Islam, huh? After. But they are more into meditation, more to vegetarian than the Islam, huh? Yeah. I think. But the Islam originally, Islam, Muslim, same, originally vegetarian, huh? Because the Prophet have said it here, that, don't eat meat. Don't eat that animals, because if you eat it, then that quality, you know, the animal will become into you. The Prophet don't want eat animals at all. And he even say that, Allah say that Allah will have no mercy to anyone who has no mercy to other beings. Allah doesn't say only to humans, other beings. Beings mean anyone, any moving, breathing, you know, crawling around on the planet. Well, it's very clearly just people don't think about it. And everybody just habit and then encourage each other to continue to eat meat. You know what I mean? Yeah. Yes, it's very sad things. Yeah. If the Prophet is still alive, he would be very sad. A little different from what the Prophet has want to teach. And then, Master, there is also in another place, they're very primitive. They're very near with the nature. Uh-huh. Their house also like maybe like in front. Cat hut. Cat hut. Like grass hut. Yes. They also don't eat animals. I just know this information. Yeah, that's the original Indonesian. Live in the jungle. Yes. They are tribal people. Called Badui. Yes. I do know many tribes, they don't eat animals at all. They plant like yuccas or yams, you know, to eat and vegetable, yes. Yeah, because respect to the nature. Nature, they respect nature, yeah. Original. These are the original, aboriginal Indonesian. Before many of you come and take their land, yeah. The original people of mostly each continent or each country, mostly they're very in harmony with nature. And even if they have to eat animals for any reason, they pray for us and they ask for permission and they thank them. Not like us, the civilized people, just chop and then eat. Don't feel anything, you know. And treat the animal in such a cruel way, you know, whether to eat or not. Treat them very cruel way, very inhumane. Huh? We call ourselves human, should be more humane. Anything else? They also don't wear the shoes. The shoes. Ah. Uh-huh. Yeah. They refuse the modern civilization. Yeah. Well, if you can live without, why should you, right? Even here we have television. All that is all bad news. They don't need it. Yeah, we don't need it. It's all bad news anyway. It gives you headache and pain. Yeah. I remember before I
when I wasn't famous, no? Beginning of my mission, we stay together in different places like Sihu, yeah? We don't have television there. We don't watch anything. Who kills whom, we don't even know. You know? Who kills who, whatever, you know. Right now I have television. Sometimes because of wanting to help the world, I have to watch the news. So that sometimes disaster somewhere, and we send people to help. Or something needs attention. Otherwise, it's all sad news, huh? It's better now than before, eh? Better than before. Actually, yes, the world is getting better already. Remember before, even from here, go to the next country, you need visa. And go through checkpoint, yes. And they even warring with each other within European Union. Now they are living together. But before they were fighting each other, you know. World War I, World War II, remember? Oh, it was terrible. Mm. So actually, we have, our world have like 80-some percent peace already. Yes, yes. Mm. Compared to before, yeah. Compared to before, no? Yes, yes. Even the war now, the war, even if we still have some war nowadays. And yeah, hopefully someday all peace for the animals as well. Mm. Thank you. Any more? No. Okay? Nice one. Yeah, that's good. The young people are enthusiastic, active, intelligent, I like. Yeah, come on, tell me. 师父您真的好美，您是全宇宙最美最美的母亲，我们非常非常荣幸做您的徒弟。 Oh my, 因为我是美，Oh my God. 做徒弟不是为了一个师父好美，师父美呢？ 等一下我老了，还是不会没什么啊，这个身体。师父在我们心中永远是最美的。这个身体不算什么。嗯，我想跟您分享一些我身边的一些感受。说说。因为在中国呢，特别是近几年，有一个词特别流行，就是正能量。而我知道这个词是师父您第一个讲出来的。哦，这样。然后现在全中国几乎 positive，positive，对，几乎从电视、报纸，甚至是手机短信、笑话、朋友之间聊天，几乎所有一切我们都可以听到正能量，正能量这三个字，现在越来越有能量了。啊，太好了，太好了。非常感谢师父。而且就是以前呢，北京的素食店呢，是随着开，但是有的还会关掉。可是现在我只看到开更多的素食店。 没有再看到素食店被关掉了。哦，太好了。对，而且呢，现在吃素的人越来越多。我们要是去素食店不定位的话，很难进去，就是都要提前打电话。我记得有一个师姐，她的孩子要过生日，然后她那个订是从星期二给素食店打电话，订星期六的，但是说已经满了。哦，对，然后。 真的是，就是说，大家对素食越来越喜爱，越来越了解。然后不仅是从健康，更是我觉得更多的是从爱心，是从灵性上面的接受。Excellent，excellent。所以谢谢师父。太好了。哎，坐，就那边都被占满了。<笑> 已经订一个礼拜以前了，<笑>打电话订了。<笑>不是北京也是嘛，这边也是这样。就那边还好吗？要不要过来拿一些饼干，然后，来，哎，it's okay，it's okay。Chinese？You don't look like Chinese. Like samurai, huh? Buddhist, huh? Monk, huh? Okay, come here. 这边没地方坐，有吗？这个凳，那个椅过去给那个女的坐。啊，过来，你随便挤一挤，看而已啊，没什么嘛，哈。等一下打坐就去外面，舒服 ，OK？ 谢谢师父。目前没有空间，哎 ，OK。 真没地方啊，I'm sorry, really。嗯，你有吗？有饼干吗？有了。
哦，对，那上次而已啦，OK，上次而已啊，要吃就吃，飞机舒服吗？还好哈，特别快，这次的特别快，对，很顺利，很顺利，谢天堂哈，通过的量特别多，通过多，简单的哈，怎么过来呢？是不是用抵押什么的房子什么？现在不用了，押金都不用了，怎么会这样呢？ 那我也要过去啊！台湾去英国6个月免签，中国大陆随便飞过来。啊？2天3天就签下来了。2天而已，3天就来了。Oh my god！ 我的天，从来没听过这样。啊？第3天就来，签证了。Oh my god！ 连别国不会这么快的，嗯。 啊，政府太好了哈，这个新的总统蛮好的呢，新的总统哈，他很善良哈，看着脸蛮善良的，哎，而且他还开很开朗啊，哎，要听人民啊，要更改的啊，当然也许不会那么简单，不会那么快，不过他是心想要的，哎，跟着时代嘛，哎呀。 正能量的词儿在大，正能量越来越好。成了流行词儿了都，成了流行的已经。现在流行正能量，奇怪啊，怎么从哪里这么快？广告里都是在正能量的，广告也这样的。讲话几乎都是哇，你现在越来越正能量了。哦，哇哦！其实最先的就是师傅发起的这句话。啊，哎，董吉云，那时候哥和何勇也好，啊，力量肯定的。Bên tàu bây giờ có cái phong trào cái bằng lực lượng khẳng định đó. Nói điện thoại gì đó, quảng cáo gì nó cũng dùng cái chữ đó. Việt Nam sao? Trời chưa. Ơi. Việt Nam chưa được ạ. Chưa có dùng cái đó hả? Đi về dùng đi. This is very free word, đó. Free word, yes. À, chỉ quay ha. Thay hào là, thay hào là. Ủa mình chẳng hoa, rút của chẳng hoa khẳng tin được hoa. 那个力量肯定也会来的，在英国哈，他们有一句就说，你一提到那个什么鬼的话，鬼就会来的。<笑><笑>不过真的是这样啊，有一次哈，我住在阳明山，台湾有没有？阳明山是哇，这个山是没人住过的，懂不懂？嗯，那我们就大帐篷住嘛，而且好几年以前了哈。 没有电什么，没水是有了，水就是有一个河流在旁边这样，我们就禁用。然后电就是没有了啊。后来他们比较文明的，就发电机啊，然后一说我走了以后，有一批的人家来住了啊，我们自己的人啊，同修了。然后他们才用发电机，或是跟隔壁的那个沟接电过来用。电他们用很小了啊，整个路这样有一些电。 电灯泡嘛，就跟那个萤火虫那个一样的那个亮度而已，<笑>要省嘛。那个时候同修他们合起来在那边住的，我住过的地方，他们喜欢住。啊，然后就不过他们是一半工作一边住那边嘛，所以没钱啊，所以也是很省啊，很省就好。有钱没有钱也要节省啊，哈，为了世界的能量，嗯，为了正能量，哈。 <笑>还有，然后我住那个时候更没水没电了，有水就是在河流那边拿出来，然后过滤然后用的啊、哦，没关系，就是电没有了，用手电筒这样走动。后来很久以后哈，他们住了以后，就我也回来再住那边跟他们同事我一起住，十几个人而已、啊。然后那个电也是那个萤火虫的，有没有 ？OK， 就拉了整个这样子，从下面那个大陆。 大那一条大路跑到我住那个地方是1公里，1公里不过1公里是爬山的，哎，大概这样子啊。然后有一天我们都讲他们那个，他们都说那边是很多那个鬼呀啊，大家都很怕，就不敢住那边了。谁就讲到那边就很怕，就得外面的人了啊。
然后经过那边他们就开车很快就对了啊，听说了啊，台湾的台湾不是我们同修了，就是外面他们都这样讲故事，然后我就跟他说哎呦啊，搞不好有的啊，我也取笑他们，结果那天晚上啊，那些灯啊又那么小了，一直亮灯。 有时候亮有时候不亮，他们吓坏了。我那个时候还年轻嘛，比较皮呀、啊，我还拿我那个大袍了，很大那个，有没有？白色的啊。<笑>他们有一些工作很晚回来哈。<笑>哎呀，一个人在山上啊，啊，我把那个衣服啊弄得很大，白白的，用一块棍子，有没有？ 把它在那边弄来弄去，哦，他们呱呱叫了，跑得好快，然后真的个灯它一直搞鬼的，灯的一直亮来亮去，奇怪的，那个灯不是要亮的那种，不是圣诞节那种灯，像人家大大这样哈，平常 OK 的，那天就一直脏脏。 然后那个衣服在那边又挂来挂去，然后我就跟他们说：“哎呀，那这样好，有那种传说是我们住这边更安全的，没人敢来打扰我们。因为那个时候我们是刚来嘛，啊，我也没有多少徒弟啊，也是出名不过。” 人家把我们当不一样的嘛，懂不懂？<笑>然后就躲在那边修行，刚好我说，哎呀，多传出来说，<笑>多传出来，这真的也许有啊。OK， 啊，他们就在那边那个讲鬼的那些故事了，因为他们有时候那个是不是有车子，他们总工作的总城市跑步。 走回来回去山上，在路上一个人走的，他们就说：“哎，万一有什么人停车来问你做什么在这边哈、啊，你就说你在这边啊爬山的，<笑>啊类似这样。”然后我就说：“啊，要不要我带你？我带给你搭便车。”你就说不用，<笑>我在这边孤独习惯了。<笑> 因为他们都传说很多故事，他们说有时候那个坐计程车有没有？计程车带人到那个类似那边的地方哈，市郊委那个地方，然后有时候人家就付钱给他了，然后就下来下车了。平常那边就没有人住，为什么也有人到那边去？ 啊，没关系，他也带，他也不知道带到那边去，带到那边去，然后客人也付钱进去。哎，早上起来就这个是那种值的钱了，不是真的钱了，啊，值钱了，那个那种人家孝坟墓那种钱了，听说了，啊，所以很多计程车听说计程车不敢带人到那边去了。 那我就跟他们说，刚好这样，我们住这边很安静。<笑>我们专门是专门住在鬼房的了啊，那鬼的地方我们就跑过来住就对了。然后以后住房子也是鬼住过的，<笑>一说了没有人敢住的，然后才租便宜给我们啊。我们那个时候没钱呢，20几个出家人跟着我而已，没钱，所以。 我们就种菜什么简单卖的赚钱呢，所以他们住便宜，因为鬼没有人敢住啊，听说了啊。后来我们住久以后，我们弄漂亮好看，整齐的干净的样，哦，就卖房子了，<笑>马上有人来买了。哎呀，买又不跟我们讲呢，然后我们就要搬出去那个河边住的啊，那个时候刚开始这样。嗯，后来我在美国的时候也买到一栋房子给他们共修。 他们还说那边也有鬼，<笑>然后我去那个巴西啊，巴西讲那个 Portuguese 那个哈
讲葡萄牙文那个。我过去的时候不知道住哪里啊，他们那边有认识一些人了，说哦有一栋房子就全部给你们住就对了。后来才知道为什么给他们住不出去，说有鬼，都是这样子闹动啊，总是都不住不出去，所以我们就很欢迎啊，我们不怕鬼，我们人才比较怕。那个纽泽西那个道场以前也是，他们也说有鬼的，听懂吗？哎，其实哈，有一些住家人住那边，他也说好像有哦，师傅。我说怎么会有呢？他说晚上听人起来好像，吵吵闹闹这些什么碗筷那些啦，哎，还有有一些人呢，他有一个住家人跟我讲，他现在跪天了，他说睡觉的时候被人家拉。辣椒啊！我说谁叫你睡呢？平常不用睡的啊！哎呀，应该起来打坐，他看你不打坐，他就提醒你而已，还不敢欺他，怕什么？我也住那边一阵子的，奇怪，好几个鬼房啊，都是我们来住的。像苗栗以前也没有任何东西，都是荒草啊。潮得很神秘，跟那个森林一样，又砍得很困难了，懂吗？哇，他们很辛苦，现在变得都空了，很漂亮。哎，如果过去就很漂亮，没办法想象以前是怎么样。那潮长那么高的，懂吗？然后呢，还有矿业的小树木那些啦，那种都长在一起的，哇，又砍得很困难，很秘密的，懂吗？啊，砍很困难，不是潮而已，那种很阴的那些。就在一起了，连在一起，哇，又砍得很困难了。不过那个时候我们没地方住嘛，从河边搬回来，那这样已经很了不起了。那个地方本来在没人耕田什么，没水啊，电也没有，那几只鸡啊跑来跑去，呱呱呱呱这样，没人。我们没地方住，觉得那边有地方已经很好了。所以我们就大帐篷住下去了哈。后来越来越多人来啊。我们以前呢，住那个地方都是帐篷嘛，然后就很简陋就对了，就帐篷而已啊，没有什么水啊。那个时候又买水回来用，后来就那个挖那个井了哈，哎，然后才有水。然后这样子还有人要来看我们，看什么？我们比较害羞嘛，觉得那么铺。简陋的地方就不能请客了，我们就围起来躲起来。台湾呢，刚来的时候都这样。现在能弄比较好一点了，他们谁都可以来啊。天堂也不怎么天堂，就是很舒服漂亮啊，干净。OK。生活在我们这方多少天堂？Thank you。越多人修行，越多人吃素的话，国家会越来越兴隆，对对对，越和平。就是各种祈祷也都挺影响人的。呀呀，所以那个很多国家现在经济不好，中国还是很稳啊，中国、台湾都很稳，多人修行嘛，政府也是很明确的，很好。OK。这些领导真的是特别好，越来越好。越来越好 ，I very good 。我替你们高兴啊！现在连去英国也免签了，台湾从来没听过的。我来台湾的时候去美国很困难了，哇，要抵押，要结婚，要怎么样才行呢？对呀，年轻如果单身都不让过去，没有钱，没有房子，没有小孩，没有那种帮助，他们不让过去。现在要来来去去跟买菜一样啊！哎，五年免签了，五年的签证了，然后来来去去，好厉害啊！英国是最困难的，六个月免签，我一听就信的，觉得很惊喜的。英国很难过去的，懂吗？钱管得很严的，连狗什么过去都通不过的啊，要关得很久，检验的。现在狗就如果这边你检验好说 OK， 医生这边 OK 就可以带过去，不用关起来什么的，哎，就好舒服。
连欧盟也会很越来越舒服，不是说中国的呢，啊，世界会好啊，不过好太慢了，我没耐心而已。Okay, anybody else want to say something? New people, tell me what you do at home. Yeah, 什么都可以讲嘛，报告一下呀。同志们，报告了呀。师傅，现在那个在北京有那个有一个农夫市集，叫 Country Fair， 就是全部都是农夫，那个把他自己的种的有机菜集合在一起，就是有一个发起人了，他们来弄这个市集。这个市集现在非常的流行。最开始这个市集是两三年前才开始的。这 Country Fair 种菜然后放在一起。对对，他们这个是一个公益性的一个发起人的这么一个组织。后来呢，这个组织越来越那个庞大。大概40多个摊位，但是每周呢，他们每周末，他们会在不同的地点办这个 Country Fair， 有6000多个粉丝，就是每周就会开车追到那里去买有机的那个产品，有机的产品是、哦，而且这个那近半年来呢，那个又开了3家，在这个在北京，一共现在有4家了。哦、啊，那个有几家是刚刚开始的、嗯，另外呢，就是在其他的，现在还都不错，慢慢越来越好，嗯、因为现在这个百姓、人民都非常的了解这个吃有机蔬菜这个的重要性，另外在其他的城市，像比较重要的城市，像上海、南京，像这种大城市也都陆陆续续开这种一样的市集。而且他们互相之间有沟通的，就是他们好的经验会互相交流，是这样。另外呢，就是我们所看到的一个市集呢，以前有卖那个就是所谓的有机肉，当然有。他要想做生意就乱抓人家的名字了。后来现在那个这个有机肉已经莫名其妙的就被组织者给轰出去了，都没有了啊，就没有，就不让他在这儿摆了，他也没有生意。现在基本上都是卖有机蔬菜，因为现在北京的那种食品安全现在是人民非常关注的问题。对，所以现在这个有机市集，尽管它还没有得到国家的认证或者有机的认证，因为认证是需要花很多钱的。哦，现在呀、啊，那个政府啊，那个中国的政府有那个新的法律啊，要管那个健康食品很严的。对，是知道越来越严。哎，以前不会管了，现在是要管了，不晓得他们会到哪里去的。这个健康食品哈，慢慢也许会跑到那个素食去啊，因为素食才是最健康的，是要最环保的。所有材料都证明很清楚。哎呀，所以会越来越进到那边去了。如果中国能够全部吃素的话，世界就……就那个我们的那个环境一定会得救的，会健康的，给小孩长大的在健康的那个方位里面，就不用被毒被怎么的。哇，因为这个时代啊，太多毒药了。跑到水里面呢，在地里面就更甜哦，它是很苦的，特别水呀、啊，都被很多化水都混进去，然后我们都喝那些，不是这样而已。如果你们用那些塑胶的话，就尽量把它，重复使用。哎呀，不然的话，一直丢那个，都跑到海呀、啊，跑到河那边去、啊，然后动物它吃啊，它都满，它不懂啊。就吃下去，然后里面的肚子都满塑胶的，就死了。还有呢，然后他们死以后，他们就躺在那边啊，然后东西也是跑到河流，再跑到河流里面来，然后我们都喝那些啊，难免的，听懂吗？很恐怖。我们世界的人真的不会保护自己的，不是说那个农药而已呢。还有塑胶的那些沙台的那些塑胶的垃圾，会伤害很多动物，很多众生，还有伤害到我们，因为它会轮回到我们呢，听懂吗？
哎呀，有一些塑胶的，它不会融化掉的，它不会消灭掉，不过它变成小小的啊，它被水打，被太阳晒就脆脆，然后变成小小的，然后就跑到河流里面去，然后跑到海啊，跑到湖里面去，然后我们都吃喝那些，身体就不健康，吃越多，那医院盖越大，嗯。以前呢，中国大陆是癌症最少的，现在很多了。为什么？有钱呢，吃很多肉啊，很多鱼啊，肉鱼都是满满那些毒药啊，懂不懂？那些化学的混在他们的食物里面，还有那些，混不同的东西给他们吃啊。比方说，动物平常都是吃，像那个。猪啊，哈、啊，吃牛，他平常都吃花草而已啊，草木而已。然后现在他们因为太多鱼、太多肉了，然后就把它接一接，就混给他们吃，就变成那个很野蛮的那种动物啊。然后众生吃那些肉啊，就变成乱掉了，懂不懂？我们系统会乱掉了，我们那个 DNA 呀、啊。就不知道怎么消化这些啊，就不知道怎么分类的，然后我们那边的系统就慢慢来会坏掉，就跟一部车呢，你就放沙在它的那个油桶里面，或是混油和跟水加一起啊，慢慢来的部车也不知道怎么走了，听懂吗？嗯，我们的身体啊，好宝贝啊，哇，这条心啊，每天它打得不停啊。懂吗？哎呀，然后水是轮环给我们那个脑袋想得通啊，还可以运动啊，哇，我们这个身体每个细胞都很宝贝的，然后我们不懂得保护啊，是乱吃乱吃乱弄，身体越来越不好，然后就怪什么的啊，怪天怪地什么的，哎呀，然后神经又不好，吃乱七八糟神经也不好，就变成那个残暴了，懂不懂？里面挣扎了，变残暴，然后残暴又去打架，打仗啊，就变成那个世界不和平，了解吗？因为神经不好啊，吃那些不好了，然后心情也不好，神经也不好，头脑想不通，来去打架的，听懂不懂？正常的人不可能就去用杖用刀子怎么这样简单杀一个比另外一个人看跟你一样的这样这么简单杀下去的，不要是说我们脑袋比较不正常啊，吃太多乱混水的东西，不是说牛肉一块牛肉有多少成分的那个化学啊毒药啊乱七八糟的东西在里面，我们身体那么敏感那么漂亮，怎么能消化这些呢？我们人类对自己身体不保护好，不疼爱，懂吗？我身体是很宝贝的，然后又病又去开刀又去吃药，又更糟糕下去，听懂吗？好可怕，不是说对别人不好而已，不是说对动物不好，对自己也不好，都给不对东西吃啊，然后身体受不了，这才病的 ，OK。现在这些养生堂的这些个专家营养专家呀、大夫的也都在提倡说这个素食对身体挺健康的，通过电视也老讲这方面的课，这种东西也挺多的了，现在也OK， 多不够多多不够别人都不听，懂吗？政府是要带动就对了啊，政府带动就 OK 了。我告诉你，即使人民说怎么样，他也如果政府对他们也会承认的。你看，很多政府都突然就禁止那个吸烟在那个公共的地方等等啊哈，有一些地方呢禁止用塑胶袋啊，有一些地方又那个什么。酒精、酒肉、酒那些哈都增加的很高，为了税的很高，为了要免人家小人家喝啊，小人家那个喝酒啊，然后在那个比方说 football 那些地方哈，运动那些地方很聚多人来啊，他已经自卖那个酒呢等等，有一些地方，人民 OK 呢，哎呀，像那个爱尔兰有没有？
欧洲有一个国家叫爱尔兰，在英国方面，爱尔兰，他们那边就是专门去那个酒馆那边喝酒了，吸烟了。你如果进去他们酒馆啊，蒙蒙蒙蒙看不到人了，啊，就是这样子。不过政府一禁止，这样80%的人民拥护，哎，就是说 OK 的，说政府是对的。人是有良心嘛，有聪明度啊。如果政府一引导他们，对他们就会拥护的。即使他们妨害他们习惯或是他们口味，他们也说政府对了。对啊，平常为什么不做对给人家给人民拥护呢？就做对就人民就会拥护啊。连那个国家吸烟喝酒就是平常的生活了。政府就说不行啊，不要了，这样对身体不好，他们就拥护哎，没有人出去那个抗议游行什么，没有啊。有没有看到任何的国家那个禁止吸烟以后人民就沙糖那边呢反抗，有没有？没有，没有。哎呀，还有像那个俄国哈，他们现在把那些赌博哈那些哈都编到比较远的地方，不给人家多伤害啊，懂不懂？你要赌博，你去远一点，不给就是那个四周围不给中心的人看到，后面呢影响不好啊，看不到就不会被影响。那广告是很有用啊，懂吗？看到就是要啊，就要模仿啊，要试看看啊，然后就变成那个不好的习惯，是吧？所以上俄国把他骗在很远的地方去，那偏僻的鸟不生蛋什么地方啊？没有人下去反抗什么，没有人民去反抗在外面呢、啊，没有，了解吗？做对的，即使他们很喜欢，他们也不会反抗。像吸烟的人，谁都知道很难戒的，是不是？你叫他戒，他就说：“哎呀，我让我嘛，啊，啊啊，就是这样。”不过政府说对，他也不会去反抗啊。做对的就是人家不反抗，即使妨害他的那个习惯他也不会反抗，有没有？有。哎呀，我从来没听过人下去反抗为了那个政府禁止吸烟在那个公共地方，有没有听过？没有。没有，连台湾也不会啊。不过台湾有没有禁止吸烟啊？还没哈。有了哈。他们会为那个打架或是反抗什么？没有啊，连这样他也不会反抗啊，是不是？哎呀，然后政府现在有台湾的政府有法律，就是要检验很清楚，那个色素的成分要写下来一清二楚的，不然会被罚的。也没有人是那个去那个路上反抗几千几百人，没有啊，是不是？是。那样做对就 OK 嘛。最相应的那些吸烟的人也会拥护这很好的政府的好的决定的，有没有？有时候就是这些成瘾的这些人需要政府用强力的手段立法来控制、对哎，所以从那个禁止吸烟在公共地方以后，连年轻的人呐、啊、就没有再变成吸烟者了，以前都越那个年轻者就开始了，懂不懂？就一直跟着那个成年的人一起吸烟，现在为了那个法律啊，年轻的人不跟以前一样跟着吸的，然后大人也减少了，好几千几百几千人啊，那个得救了，懂不懂？每一年呢、啊，还有省那个国家很多那个钱呢、啊，那保险的钱呢、啊，药方的钱哈、啊，还有医院的钱。这对的人家不会反对的，所以我觉得如果哪一个政府就叫人家啊，现在吃健康了，吃素了，就这样子身体健康，那人家不会反对的了，一定会拥护的啊！我现在睁着眼睛看看哪一个政府先这么聪明，先这么勇敢，懂吗？现在中国政府已经开始这样做了，政府已经开始了。中国那个新的一届政府上台以后，他第一步就是抓反腐倡廉，这样子的话就会很多减少大吃大喝、然后就会就会拯救很多猪那种哈，对、哎、减少、啊、减少猪很多的动物他们牺牲掉、所以现在有的政府官员为了要是如果要是请吃饭的话，他们更多愿意选择素食，真的、啊、
他们会更多的像一些农家的饭，像一些蔬菜水果，因为对健康的，一个是响应政府的号召，再一个就是因为政府他们也有从自己做起。是师傅刚才讲，就是领导需要有号召力，有率，就是他们要主动的去引导人民啊，是啊，所以说要勇敢要聪明，对，做领导人是要更好的。要比大众好才行啊。对，去年一个人就能做那个大众不做的，不能做的，别人不能做才是真正的是英雄领导者、哎、不然那没领导跟别的领导差不多一样的话，那呵呵是 OK 了，差不多了，是一样平平的啊，没什么了不起的啊。我觉得哪一个领导人啊是应该做大不了的事情的哈、啊，应该不是惊天动地一点哈，勇敢一点，革命一点，懂不懂？革命不是用枪去打人了、啊，革命就是更改那个生活嘛，自己的生活，然后更改那个人民的生活，让他们越来越健康、越聪明、越好的，因为身体健康就会更聪明啊。对，然后会替国家跟那个拥护做那个发达的国家更好啊。拥护政府，对 ，OK， 好，还有人要讲吗？啊，OK， 不然的话，我上去上面给他们看一眼。嗯，师傅好。还有老人要抓我了，别。我想跟您分享的是，就是在北京，我不得不说，现在有很多就是年轻人，大概在20出头或者24、5岁这样的。嗯。他们让我特别特别的感动，因为对，就是因为我是很前一段时间，因为一直以来可能都会去做一些动物保护，就是 volunteer 做那个志愿者。对。然后其实去做志愿者的基本上很少有是他是懂得吃素或者选择吃素，他们没有听说过可能。然后很多年轻人都会去照顾这些流浪的动物，然后我是在这个过程中我很感谢他们，因为我就是看到了他们对动物的那种真正的爱，他们没有执着，没有说我应该去爱生命所以我才去做这些，没有人教他就是发自内心的去做的，所以我当时特别感动，因为可能有的时候我是因为从小听师傅的教理，所以我觉得应该去爱动物，但是我看到他们的时候，我自然爱的，对，我真的被他感动了。所以从那以后我可能就是学习他们，然后真的是从心底是一种很自然的行为。是。然后我发现他们其实内心特别特别的有爱，然后而且慢慢的跟他们交流，发现年轻的人更对更爱，而且很接受这些正能量正面的东西，然后我们跟他就是请他吃素跟他聊，只要一说到这些，就是其实其他的生命都是一样的，他们很容易就接受这些概念。没有，有没有吃素就对了，有很多男孩女孩都很支持、对，因为他们之前可能没有人专门跟他说、当然对，所以后来我们做了一些小的活动，就是主要比较符合年轻人的、他就是没有说我们就是一起吃素，因为这样感觉只是吃饭的话没有太大意义，所以我们做了那个旧物交换这样的活动、就是你在家里没有用的东西、都可以拿到这里来、然后你可以卖也可以跟对方交换、这样它是一种很环保的行为、然后你卖了的钱可以把那个钱你自愿就是捐给就是给那些流浪的动物，对，所以很多那个年轻的男孩女孩都来参加，然后这个活动结束以后呢，大家就可以一起在这儿吃素，然后聊天一起玩，所以这样就把环保跟吃素都结合起来了、对，然后他们都很喜欢这样的活动、后来呢也是因为这个活动以后，很多人在我们那边就很多人会在网上开一个店，然后他会把他身边用不到的，他就会因为可能没有时间老来参加活动、他们就把这个传到网上，然后只要是有来买的，他挣到的所有的钱、他卖的东西所有的钱都是用来保护动物的、然后这样的人他们都不用去宣传，然后很多年轻人都去买他的东西、对，真的是这样，现在大家买东西都会去找义卖店、就是他买他就首选你的钱是用来干这个的、我就来买你的东西、所以后来我也效仿他们，然后
我就是做了一些那个环保的酵素，就是把水果发酵，然后用来清理清洁，然后在网上做这个宣传。然后我开始没有抱什么希望，但是后来我就说，这个所有得到的这个钱是用来保护动物的，然后我就忙不过来了，然后就很多人都到网上拥护，对，然后他们都会说很鼓励我的话，所以我真的一直以来都处在特别感动，是被世人感动的这种状态里面，所以我真的觉得现在真的越来越好了，尤其是年轻人，他们特别的善良单纯。我知道，对，所以才告诉你们就可以那个活动在 university 呢，大学啊小学什么的哈，他们从小已经有概念了啊，年轻的人还单纯，懂不懂？又开朗，比较简单，受那个爱戴的那种行动，对，特别简单，他们的简单，简单，所以不要等那么老才去教训他们，来不及了。然后而且我就是我自己收养了一些动物，然后有的时候他们可能比如出现了身体不适应的状况，然后我就不知道要怎么办好，以前我就会老着急，因为有的时候带去医院有可能医生的诊断是错误的，所以我有时候就不放心。然后后来我就发现了一个特别好的办法，就是我每次动物有不适应的状况马上发到网上，会第一时间有很多人给我回复，他们都特别热心，他没有 就怎么做，他们来帮你，对，他就在网上告诉我具体要怎么做，因为他经历过这样的事情，所以后来我基本上都不用再去动物医院，基本上他们告诉我的方法又简单又快捷，你自己弄的，对，而且特别有效，你现在变成兽医了，快了。因为我从就很久以来就特别好玩，就是也许对可能跟动物，我觉得是动物来帮我，因为我经常走在路上捡回来一只受伤的鸽子，然后把鸽子弄好了帮它找到了主人，然后过两天又捡到一只逃出来的鸡，然后把鸡带回家又安抚它几天，然后又帮它找到不会吃它的主人，然后可能不吃再还，对对啊，这都是在网上找到的好心人愿意收养它们的，后来可能过几天又在路口碰到一只可怜的小狗，然后又带回家，哪里都碰到狗，对啊，不止这些还有乌龟兔子什么，但是每次他们的那个结果都特别好，你现在转的是像兔子一样。是，所以我觉得这些都是，对，我很感谢，所以而且我也很感动，就是这样。very good. 谢谢师父，好好的 ，OK， very good， 做得好，继续做。还有哈，就是Jakarta Governor， the new one， yeah， they make a decision about the smoking， ban smoking， ban smoking。For the people who smoking in the official they will扣钱，yeah， wow， they will deduct the deduct fine the, from their salary if yeah. somebody smoke in the office building， 哦，好严哦，有没有收很多钱呢？没有，大家拥护哈 ，OK。他们也有做一些保护动物，但是也是还是保护那个鱼池，就是那个 shark fins 啊，懂懂 ，stop bans 这样而已。不过这个很 cruel， 很恶劣的，哇，太可怕！以前大家常常吃鱼翅的那个哈，哇，这很恶劣的，太恶毒了。他们把人家那个尾巴剪掉，然后丢在海边给它吃，这样子太恐怖了。整个这样子，那个又浪费又那么恶劣，为了那个尾巴而已，太恐怖了。就是刚才讲到鱼翅，现在在中国有很多名人，他们做公益广告，来代言，来告诉大家不要吃鱼翅，请爱护这些动物，已经开始有这样的宣传。好像姚明也有，对，姚明，他不错，好厉害。我就。刚好记得他们。他很支持这些了，自己也公开出来讲，是吗？
好的一个男孩子，他很善良哎哎，那不是跟那个多一些比较傲慢那种不是啊，他有成功有出名，不过他很谦卑啊，生活很谦卑又很善良，有爱心啊。比方说圣诞节啊，听说他也有写那个祝福卡的。祝福信啊，送给他们的那些打球的朋友跟那个对手的朋友，对手的那个篮球的队，哎，所以他们都很喜欢他，嗯，不是同伴喜欢而已，连对方也喜欢他。是不是还有成龙？他现在也在给野生动物们做那个公益广告，就是禁止用野生动物，包括老虎这样做来做中药，来做药膏啊什么的。是是，还有什么李什么也有，林姐也有弄哎，很多很多中国大陆跟香港都弄了，他们好好哎，那些很伟大的又出名啊，又这么有爱心，真的很感动啊。还有在那个地铁站里面，就是人流量特别大的地方，都贴了那个要保护动物然后珍惜动物的那个海报，嗯，然后告诉他们你可以去领养动物，嗯，然后你把它领养回去就要真正的一生一世照顾它，啊，太好了，太好了，意大利它也有那个动物的那个法律很严啊，我已经讲过了，不过也许你没听啊，如果你开车在高速公路或是路边的，然后撞到野生的动物啊，然后你不带他去医院，你不照顾他的话，如果被抓到了会罚款，也会被也许被坐牢啊，也会关在牢里面啊。然后如果你有动物哈，然后你又比方说狗猫什么鸟了，然后要住一个房子，然后房东拒绝为了动物的话，你可以告他，他不可能拒绝你为了动物的理由，嗯，好好的哈，哎呀。因为很多国家你有动物他不收你啊，他不那个租房子给你，就意大利是不行就对了，嗯，很有爱心嘿，嗯，好好好，嗯，多数的欧洲国家对动物是很蛮爱戴的，很有保护性的，比较文明国家都这样，嗯，你看那个国家你知道它文不文明，你看他们的行为啊，你看他们的那个人民跟政府的行为，你就知道那个国家那个，文不文明，还有他们那个领袖的程度到哪里，一看就可以猜得到，那不用问师傅的，了解吗？哎，对人好，对动物好，特别是说他们领袖比较高，嗯 ，OK。I go upstairs now. Oh, you want to talk now? Con xin phép sư phụ cho con được hỏi tiếng Việt. Con chỉ báo sư phụ một tin vui là thành phố Hamburg bọn con bây giờ vừa mới mở một cái siêu thị. Hamburg hả? Vâng ạ, chuyên bán đồ chay. Oh. Sắp sửa sẽ mở một cái cửa hàng mỹ phẩm đồ chay. Không phải bọn con mà khách. Vâng. Và chuẩn bị mở một cái massage cũng như làm chay hết. Thì tất cả những người mà công nhân làm ở cửa hàng siêu thị đấy cũng như là những người mà làm ở mở cái bán mỹ phẩm chay và massage chay là những người họ bảo là họ đã trở thành người ăn chay bởi vì họ qua cả Living Hood con ở ăn. Thế từ ngày chúng con mở cửa hàng Living Hood thì thành phố Hamburg đúng là có thăng tiến rất nhiều về ăn chay. Và hồi xưa ảnh hưởng tới người khác nữa vâng phải không? Bây giờ cái lớp vốn độ con hoạt động rất là tốt và qua đó rất nhiều người từ xưa nay chưa biết ăn chay thì bây giờ đã trở thành ăn chay. Cảm ơn sư phụ. Cảm ơn you chứ, cảm ơn quý vị chứ. Mấy đồng chí hồ hởi mà. Như vậy là tốt, cảm ơn quý vị chứ. Dạ. Quý vị thành tâm mà có lòng thương loài vật, có lòng thương thế giới mới mở nhà hàng như vậy mà mình mạo hiểm cái tiền của mình á đem ra như vậy. Mà bây giờ cái lòng thành của mình cảm động với những người xung quanh. Chúng mới thành công như vậy. Con rất tiếc rằng rất nhiều khách đến cửa hàng chúng con mới hỏi là tại sao thành phố của tôi không có Living Hood, tại sao chỗ tôi ở lại không có Living Hood, tại sao ở nước Đức ít thế. Chúng con rất là đáng tiếc mà năm ngoái sư phụ con nói là
Bây giờ các vị nên mở, không mở to thì mở nhỏ. Chúng ta nên mở cái hàng chay. Mở express cũng được nữa. Vâng ạ. Bây giờ mà sandwich rồi đại khái đó. Chúng con nghĩ rằng là nếu mà sự gia trì sư phụ cho cả lớp đúng không? Chúng con cũng thấy rằng là nếu mà mọi người cố gắng mở thì chắc chắn là độ. Ok. Mà thì quý vị làm ở đây được rồi, mai mốt nhảy qua thành phố khác đó. huấn luyện một nhóm người đó. Rồi mình qua mình mở cái nhà hàng khác cho họ quản lý. Từ từ làm ra vậy đó. Cảm ơn. Okay. Ở bên Czech Republic á, tiệp khác á, hồi đó có hai mẹ con mở nhà hàng nhỏ xíu, bây giờ 4 cái rồi, sắp thành 6 cái rồi. Chính phủ cũng kêu họ mở nữa, mấy cái siêu thị kêu họ tới mở nữa. Thành công, mỗi tháng rất là bán rất là rẻ nhưng mà tiền nhiều lắm, tại vì nhiều khách hàng á. Thì coi nếu không có chuyện gì làm mình mở nhà hàng cũng vậy thôi hả? Tức là nếu thay vì đi làm việc khác mà mở nhà hàng làm cũng được. Ok. Con xin thưa sư phụ là không những nhà hàng mở mà những đứa trẻ con như con của chúng con đi học trong trường ấy. Khi con đến đón con đi, họ bảo là ô mày có phải là nhà có cái nhà hàng ở lớp Vinh Húc hay không? Ta đi qua rất thích, ta sẽ đưa con ta sang đó ăn. Và khi con đến đấy nó cũng bảo hãy đến lớp Vinh Húc ăn đi, lớp Vinh Húc nhà tao ở đó mà con mới có 6 tuổi thôi sư phụ. Nhưng mà họ đưa con họ đến ăn xong con họ cũng về bảo là ăn chay giống con của con, nó xinh và nó khỏe và nó thương khi mà các bạn khóc nó đến nó dỗ và nó hỏi thăm xong nó lấy giấy nó lau nước mắt. Cô giáo bảo là riêng con của chúng con ấy nó có như nó biết chia sẻ với người khác rất là nhiều. Và khi mà trong trường mà nấu một món gì chay là hay khoe với chúng con như là cũng biết ăn chay. Vâng. Con thấy mình cũng như là một người tiên phong hoặc là một cái gì đấy cho họ trông vào. Từ họ ảnh hưởng mọi người. Và họ rất ước vọng được như mình. Con thấy đấy, cái điều đấy là con thấy rất là mừng. Very good. Dạ, như là cũng như là ở München họ cũng tìm đến chỗ Lô Vinh Húc con bằng được ạ. Từ München tới Hàn Quốc ăn, từ bên đi qua đầu bên này đi qua đầu bên kia. Hoặc là họ có dự hội thảo, cuộc họp ở Australia, họ cũng sang và cũng lại có timing sau họ lại đến. Wow. Xin bám sụp tiếp năm ngoái. Chúng con có tham gia một cái hội chợ VKN ở Hamburg do một cái hãng rất lớn nó tổ chức. Thì sau khi đó một cái tòa soạn báo rất lớn ở thành phố Hamburg họ báo là theo một giáo sư họ bảo 5 năm nữa là toàn Hamburg sẽ không có ai ăn thịt nữa. Wow. Họ dự đoán là như thế. Ok. Yeah, very good. Ok, hoffen wir. Chúc mừng cho quý vị. Ok. Yeah, I'm very proud of you. Ich bin sehr stolz auf euch. Ja? Auf ihre Geschäft. Und ihre Liebe. Ihre Liebe, ja? Ihre Liebe. Oh my God, my German. Very good. Sehr gut, sehr gut sogar, sehr gut sogar. Ich freue mich, ja? Ich freue mich sehr. Cho phép con hỏi một lần nữa không ạ? Là khi mình mở chương trình SMTV ở trong Linh Hút ý, thì có nhiều khi mà trong bữa ăn ý, khách họ bảo là họ không muốn nhìn thấy cảnh mà chết chóc. Thế nhưng lúc đấy con mới mở cái đĩa mà sư phụ ca ra để thay thế cho hình ảnh đấy. Con làm như thế có được không ạ? Được, sao muốn làm gì đâu. Họ bảo là khi mà ăn mà nhìn cảnh chết chóc không thấy ngon miệng. Nhiều khi nó bỏ chết chóc nhiều quá. Dạ. Giết tông ụ này, giết động vật nhiều quá. Dạ. Con mới lấy cái đoạn, những cái băng đĩa sư phụ ca con thay vào đấy. Thôi, thì bỏ hai bên, nó muốn coi, nó thôi đừng coi bên này, coi bên kia. Cho nó coi giết chóc như vậy ăn không ngon miệng, về nhà đừng có ăn thịt nữa. Thì cho hai bên. Thí dụ như bên này mình bỏ CD á, hay là DVD cho nó coi truyền hình bên này, mà người nào muốn coi bên kia thì hai bên nó hiểu không? Nó ở bà không thích coi giết chóc rồi bà coi bên kia. Những cái hòa bình này kia, người ta cứu động vật này kia, cái loại những cái đó làm. Ok ha? Yeah. Ok. I also don't like to look. Ich will auch nicht sehen. Tôi cũng không muốn coi mấy cái chuyện đó, coi thấy đau lòng mà, thấy không? Sư phụ vừa nói về chuyện về cái plastic. Hôm nay con đeo vào một báo của Đức, nó bảo là có một gia đình họ mới thử nghiệm trong một tháng, họ vứt toàn bộ hết cái đồ plastic trong nhà đi, từ đồ chơi con nít đến tất cả các đồ dùng trong nhà đi. Thì họ thấy là sau cái kiểm tra chất độc cho con nước tiểu thì tốt hơn hẳn lên. Bớt hơn rất nhiều. Thành ra uống nước mà nó có trong mấy cái chai plastic nó cũng không tốt gì lắm đâu. Nó có những cái vi, những cái particle từ cái plastic nó ra đó. Có
những cái thành phần của cái chai cao su á, nó trộn trong nước mình á, mình không có thấy được, nhưng mà nó cũng có một chút thành phần trong đó. Uống hoài những cái đó, có chai nước hoặc là chai đồ nước ngọt, nước gì mà bằng plastic á, lâu ngày cái máu mình nó đầy những cái thành phần plastic ở trong đó. Đồ chơi đồ này kia nó cũng bay ở trong nhà cũng không tốt. Nhưng mà bây giờ thời đại này làm cái gì cũng plastic, không đồ chơi cho chó cũng plastic, đồ chơi cho con nít cũng plastic, hiểu chưa? Đi picnic cũng plastic, làm cái gì cũng plastic, thiệt là khổ. Nó nhiều khi nó mình không thấy, nhưng mà nó bay trong nhà những cái thành phần nhỏ nhỏ không thấy được á, cũng bay trong không khí nữa. Với lại mình uống nước nó cũng bị vô, hiểu không? Nó cứ trộn vô trong này không có thấy, nhưng mà có. Hoặc là mình dùng những cái hộp mà bằng cao su đó mà đựng đồ ăn này kia đó, nhiều khi bỏ vô microwave đó, nó cũng bị nhiễm vô trong đồ ăn của mình á, càng ngày nhiều rồi nó thành độc trong người đó, bệnh hoạn bị những chất độc nó làm cản trở cái sự lưu thông của máu, với lại cái máu không tốt á, làm cho mình thành bệnh hoạn. Yeah, that's right. So plastic là ý sư phụ nói vậy đó. Thường thường mình uống xong rồi còn bỏ thảy, nhiều khi đi picnic rồi bỏ tầm bậy, hoặc là nó bay ra ngoài từ trong những cái hầm rác nó bay ra đó, nó bay tới biển, tới sông hồ này kia đó, rồi bị nắng gió nó làm cho nát nẩm ra, rồi nó ở trong nước á, mình uống những cái đó, hiểu chưa? Có lọc mấy nó cũng có, hiểu chưa? Lọc như thế nào cũng không có lọc hết cái chất của nó, chứ không phải là cái hạt nữa, cái chất phẩm chất của nó, em cũng như khói đó mà, ha, khói độc phải không? Nó đâu có cái hình dáng gì đâu, nhưng mà mình trúng độc mình vẫn chết hoặc là bị thương hả? Những khi mà cảnh sát người ta thảy những cái trái bom độc rồi cho mấy người biểu tình họ chạy đi đó, đâu có phải có cái hình dáng gì đâu, nhưng mà là cái phẩm chất của nó làm độc, ha. Thí dụ vậy đi, ok, hiểu không? Plastic nó cũng vậy đó, những cái chất mà làm bằng cao su á, nó không có tiêu hóa được, nó vô trong đất mấy ngàn năm nó cũng còn đó, vô trong nước mấy ngàn năm cũng còn đó, nó có thể nát nẩm ra nhưng mà nó không tiêu hết được. Rồi những con vật á, nó ăn vô nó chết, cá hay là chim á, nhiều khi nó chết nó nằm đó, thấy cái thân thể còn xương không mà bụng như đây là chứng những cái bình, những cái thứ mà cao su nó bể trong bụng đó, nó chết nè, bởi vì vậy đó, nó tưởng đồ ăn, nhiều khi nó mổ rồi nó nuốt lẹ đó, đói quá rồi mổ nuốt lẹ không có đồ ăn á, nuốt lẹ vô đầy trong bụng, đầy những cái chai cao su, bình cao su mà nát nằm đó, thành ra nó chết vì những cái đó. Ăn nhiều mà đói không có gì hết, nó bị chướng ngại đó mà á, bị những cái khí quản, những hay là những cái mạch máu bị chặn nghẹt á, nghẹt. Không phải văn minh mà tốt đâu ha, càng văn minh người ta càng bệnh nhiều, càng văn minh càng thế giới càng ô nhiễm, rồi nó ảnh hưởng tới mình luôn. Những cái con vật nó chết như vậy đó, sình úa như vậy đó ha, sinh ra vi trùng này kia, rồi nó chảy vô trong nước rồi mình uống lại cái nước đó thì cũng tự mình mà ra ha. Mình bỏ đồ bỏ rác đó cho nó chết xong nó rửa thân thể nát, rửa chảy vô nước rồi xong mình uống những cái nước đó. Lọc gì cũng vậy thôi, lọc quay cũng là uống nước thân thể chết của mấy con vật đó, bao chết vô số đâu có đếm hết được, hiểu không? Rồi những cái hóa học á mà để dùng mình để làm những trong cơ xưởng này kia cái nọ, nó chảy hết vô trong sông hồ rồi mình uống. Cá cũng uống, cũng ăn do đó, rồi cái người ăn cá, hoặc là người uống những cái nước độc đó. Thành ra con người càng văn minh thì nó càng đau bệnh nhiều, càng nhiều bệnh viện mà thêm lên, không? Đâu có tốt gì. Thành ra sư phụ nói càng mình cái đời sống mình càng giản dị chừng nào tốt chừng đấy. Thường thường những cái nhà chỗ mà mấy chỗ chị hai ở mà lâu đó ha,
cái bà biểu người vô làm những cái ống máng á, mà mình lấy cái nước mưa đó chảy, thí dụ như nhà có hồ tắm á, thì chị hai bà này đóng lại cái nước mưa nó chảy xuống đó, xong rồi mình có những cái bình lọc á, nó bơm lên mà dùng. Hoặc là những cái bình mà đựng nước thật là to đó, mấy ngàn lít á, để với những cái ống máng á, dùng không hết á. Mình sư phụ với một hai người giúp việc á, với ba bốn con chó dùng không hết á, khỏi cần dùng ở dưới cái hồ tắm nữa. Cái hồ tắm là để mà mình câu vô những cái chỗ mà sử dụng mà giặt máy giặt rồi này kia đó, nhà tắm, phòng tắm này kia đó, hoặc là toilet, nhà vệ sinh để dùng. Chứ còn những cái hồ, những cái bình nước mà ở gần nhà nó dùng không hết rồi, khỏi cần phải dùng nước ở trong hồ nữa, khỏi cần dùng nước chính phủ gì hết đó. Dùng không hết. Những cái chỗ mà chị Hải ở lâu đó, ở lâu là tổ chức như vậy đó. Nếu mà có thì giờ thì được tổ chức nhà, nếu không có thì giờ mà chạy tới chạy lui hoài thì thôi chịu thôi, làm không được. Nhưng mà có thì giờ là có làm những cái bình nước đựng nước mưa đó. Dù cái bình, cái nước mưa nó có dơ cái mấy cũng không dơ bằng cái nước ở trụ hồ đâu, mà không có hóa học này kia, ít hơn. Rồi mình lược đi á, rồi mình dùng, nó rất sạch sẽ. Ok, hãy ốp xe hả? Ông bà Lai hả? Ông bà Lai của người Indonesia. Trong Việt Nam cũng có ông bà Lai. Có bà ba, ông bà Lai. Mà không có ông bà với ông bà ông Lai. Chỉ có bà ba với bà Lai. Việt Nam thờ đàn bà ha. Enjoy upstairs. Hãy come back.